lên lên rất nhanh, gặp bóng vào trong, tiếp tục hai người, một cú dứt điểm rất tốt của chị Hải. Hello anh em, xem sư phụ ấy đá hay xem mình đá riết có chán không? Hôm nay là một video clip cực khác, xem U14 bóng đá bắt đầu nha. Nói chứ hôm nay đi xem đội của anh Sĩ Cao Ba Tư đá giải. Lừa U14 không Sĩ? U15 hả? Chết ba ơi, nãy mình nói U14 mà ra hôm nay mình đi coi tới U15 lận đó anh. À, năm ngoái thì 14, năm nay 15 rồi, anh Sĩ đang làm danh sách thi đấu nè. Wow, rất là đông các bạn nhỏ 15 tuổi đá giải hôm nay. À, tìm xem các thành viên của đội anh Sĩ U15, đội anh Sĩ Cao Ba Tư là các thành viên nào nha, mình xem nhé. Em tên gì? Dạ Huỳnh Văn Danh anh. Huỳnh Văn Danh hả? Rồi em tên gì? Em tên Chí Hải. Chí Hải hả? Rồi, rồi em tên gì? Thủ môn. Em tên Nam Triều. Nam Triều hả? Dạ. Ok. Còn ai nữa? Còn ai nữa? Đây em tên gì? Em tên Kim Long. Kim Long. Em tên Thành Đạt. Thành Đạt. Em tên Thanh Thưởng. Thanh Thưởng. Ai nữa không? Còn Thanh. Dạ. Đức Kiệt. Đức Kiệt. Đức Khánh. Yeah. Kiệt. Trời cha ơi, cao dữ vậy ta. Em Kiệt quận 2. Kiệt quận 2. Ok. Kiệt trong. Rồi còn ai nữa không? Em. À, Hiếu đẹp trai. Hiếu đẹp trai hả? Rồi. Rồi. Yeah. Em tên gì? Đây. Khang đẹp trai. Khang đẹp trai. Ok. Sĩ nói gì đây anh? Tôi ai thiếu? Còn thiếu ai nữa hả anh? Thiếu hơi bị nhiều. Thiếu rồi, giờ làm gì đây? Chuẩn bị khởi động để ra trận đấu đầu tiên. Dạ. Yeah. Trận này cũng chờ đợi mạnh không anh? Khá khó. Khá khó à? Rồi, Phú Nhận. Năng khiếu Phú Nhận. Năng khiếu Phú Nhận. Dạ, U15 năng khiếu Phú Nhận nha anh em. Rồi, mời chờ xem. Chúc anh giành chiến thắng. Banh gì đen thui vậy trời. Quả này hình như là quả đá châu Á nè, đá cũ đen thui luôn nè. Cho Ba Tư chỉ đạo chiến thuật bên này. Phú Nhận chỉ đạo chiến thuật bên kia. Ba người mất banh rồi. Dứt điểm. Và phản lưới nhà của Thanh Thượng. Bốn đánh hai, qua được một người rồi. Dứt điểm không? Kẹt ơi, lóc người cho anh Đạt nó đá kịp. Phản công cho năng khiếu của Nhận. 2-0 cho năng khiếu của Nhận. Wow. Khó khăn cho đội trẻ Cao Ba Tư rồi. Cú dứt điểm xa. Wow. Cú sút rất tốt. Ok. Đá phạt cho trẻ Cao Ba Tư. Cú dứt điểm. Bàn thắng cho số 10 Thành Đạt. Cú dứt điểm ngay góc cao. Không nổi. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho năng khiếu Phú Nhận. Cảm ơn Kim Long. Phước Khánh chuyền cho anh Kiệt, chuyền ngang cho Kim Long. Wow, 2-3, pha phối hợp rất nhẹ nhàng của trẻ Cao Ba Tư. Đá biên cho trẻ Cao Ba Tư.
Cú dứt điểm của Thanh Thượng. Các bạn đang xem các U15 tại thành phố Hồ Chí Minh đã giải. Giữa trận thi đấu giữa trận đấu giữa U15 Kabatu và U15 Năng Khiếu Phú Nhuận. Một cú đá phạt nhanh nhưng không được tính do dứt điểm trúng hàng rào. Chị ngang tiếp tục một cú sút nữa không vào. Kết thúc hiệp 1, tỷ số đang là 3-2 nghiêng về Năng Khiếu Phú Nhuận. Cú dứt điểm một từ rất hay. Wow, La Coresa không vào. Cú được chuyền vào rất tốt nhưng cú dứt điểm lại bị cản phá. Thành Thượng, Thành Đạt, Chí Hải, Quang ơi, dứt điểm. Wow, một cú sút ngay góc cao của Chí Hải. Ba đều. Tỷ số đang là 3-3. Và đây là một pha đá phạt của U15 trẻ Kabatu. Dứt điểm không vào. Cú sút rất mạnh. Thành Đạt, cú dứt điểm trúng hàng rào. Thanh Thượng chuyền ngang cho Hoàng Minh. Step over. Một cú chích mũi rất hay. Bàn thắng cho Thanh Thượng. 4-3. Năng Khiếu Phú Nhuận chuyền ngang rất nguy hiểm. Giật gót, một cú dứt điểm không vào. Bước mạnh rồi. Tấn công cho Năng Khiếu Phú Nhuận. Đối diện thủ môn không vào. Thành Đạt bước mạnh rồi, rất nguy hiểm. Cú dứt điểm. Thanh Thượng chuyền dài không thành công. Vẫn là Thanh Thượng tiếp tục cú dứt điểm không vào. Kim Long cầu thủ có thể hình rất tốt. Một cú dứt điểm ngang trúng vào vị trí của thủ môn. Wow, pha qua người rất hay. Chuyền ngang trúng ngay cột dọc. Không có bàn thắng. Và một cú chích mũi 4-4. Bóng đi qua hai chân của cái cầu thủ trẻ Kabatu. Một cú dứt điểm của Phước Khánh. Và đi hàng rất hay. Cầu thủ số 3 dứt điểm không vào. Wow, rất nguy hiểm. Bóng lập bập rất nguy hiểm. Chí Hải lên lên rất nhanh. Gặp bóng vào trong. Tiếp tục hai người. Một cú dứt điểm rất tốt của Chí Hải. 5-4 trẻ Kabatu. Và đi bóng rất hay của Chí Hải. Cú dứt điểm rất tốt của thủ số 3 áo vàng. Tuấn Kiệt qua người rất hay. Một cú dứt điểm và đột phá rất tốt của Tuấn Kiệt. 6-4 cho trẻ Kabatu. Rất hay.
Go Styler. Hết giờ. Chiến thắng cho trẻ K34. Một pha ngược dòng rất hay của trẻ K34, đội của anh Sĩ trước Năng Khiếu Phú Nhuận. Thứ hai, trận ra quân của trẻ K34 thành công tốt đẹp. Chào đồng bào nhé. Hay quá anh Sĩ ơi, có chiến thắng sau 4 trận ra quân rồi. Khá là mệt mỏi. Trận đầu tiên đối thủ cũng khá tốt đúng không? Đúng rồi, thì theo như dự đoán của anh trước thì đối thủ đã tập luyện rất là nhiều. Dạ. Và cũng rơ rất tốt. Bị gác trước 2-0 nha. Gác trước 2-0 đó là 3-1. Giống như là mình chấp trước vậy đó. Chấp trước, rồi sau đó ngược dòng thật là ngoạn mục. Dạ. Có thể là mình lớn hơn đó xíu. Dạ. Là không có gì cả. Dạ, một trận thi đấu rất tốt của trẻ K34 và đội của anh Sĩ. Chúc mừng anh trận thi đấu đầu tiên này rất thành công. Okay. Các trận sau thì không biết em có đi theo không. Hy vọng là anh sẽ vào chung kết và okay, sẽ có một video clip chung kết nha. Nói chứ trận chung kết thì mình bận việc nên không có đi xem được. Đội anh Sĩ, trẻ K34 đã có 3 chiến thắng ở vòng bảng. Thắng luôn trận bán kết và chung kết gặp lại đội Năng Khiếu Phú Nhuận. Và có kết quả là đội anh Sĩ trẻ K34 chiến thắng với tỷ số là 12-0. Wow, giành chức vô địch mà mình với tỷ số mình cũng rất là bất ngờ luôn. Gặp lại đối thủ cũ mà ăn cách biệt quá là kinh khủng. Mình không có để cái clip đó ở đây, mọi người có thể qua kênh của anh Sĩ để xem highlight hay là toàn bộ trận đấu đó ở bên kênh anh Sĩ nha. Rồi, và bây giờ thì mình Phạm Thi xin chào và gặp lại. Đừng quên, nếu thấy hay thì like, subscribe kênh của mình nha. Và nếu ủng hộ series này, comment để mình làm tiếp nhé. Bye bye.